Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vào bài tập tiếng Việt lớp 4 trang 71 đến trang 73. Bài 18 vì cuộc sống con người. Bài đọc 2 sáng tạo vì cuộc sống. Bài tập số 1. Bài đọc sáng tạo vì cuộc sống gồm mấy phần, mỗi phần có nhiệm vụ gì? Nói đúng. Phần đoạn văn A phần 1 từ đầu đến trong lịch sử. B phần 2 từ có những cái sáng chế đến rất hữu ích, phần 3, C còn lại. Nhiệm vụ 1 kết thúc bài đọc, 2 mở đầu bài đọc, 3 trình bày nội dung. Như vậy chúng ta sẽ nói phần đoạn văn với nhiệm vụ. Như vậy, phần 1, A phần 1 từ đầu đến trong lịch sử. Trong bài đọc sáng tạo vì cuộc sống thì nó có nhiệm vụ đó là mở đầu bài đọc. Ở phần 2, B phần 2 từ có những sáng chế đến rất hữu ích thì ở phần 2 này trình bày nội dung chính. Như vậy B các em sẽ nói với số 3, A các em sẽ nói với số 2, C phần còn lại có nhiệm vụ đó là kết thúc bài học. Như vậy C các em nói với số 1. Tiếp theo câu số 2. Những tiện nghi trong xã hội chúng ta đang sống do đâu mà có? Đánh dấu tích vào ô vuông trước ý đúng. Điều do các nhà khoa học danh tiếng sáng tạo ra, do tất cả mọi người trên trái đất sáng tạo ra. Điều do những người lao động bình thường sáng tạo ra, do các nhà khoa học và những người dân bình thường sáng tạo ra. Như vậy những tiện nghi trong xã hội của chúng ta đang sống do các nhà khoa học và người dân bình thường sáng tạo ra. Như vậy chúng ta đánh dấu tích vào ô vuông thứ tư. Tiếp theo câu 3. Hãy viết những điều em biết về một sáng chế được nhắc tới trong đoạn 2. Chữ viết điện thoại thông minh cần gạt nước trên kính ô tô. Như vậy các em sẽ viết những điều em biết về một sáng chế được nhắc đến trong đoạn 2. Câu ví dụ những điều em biết về chiếc điện thoại thông minh là một thiết bị điện thoại thông minh có màn hình cảm ứng với kích thước và độ phân giải cao hơn so với điện thoại truyền thống. Điện thoại thông minh được coi như một máy tính di động kết hợp với máy ảnh kỹ thuật số và có thiết bị chơi game cầm tay vì nó có một hệ điều hành riêng biệt được thiết kế để hiển thị phù hợp với các website một cách bình thường cùng nhiều chức năng khác của máy tính như thiết kế đồ họa, video game cũng như chụp ảnh và quay phim. Tiếp theo bài tập số 4. Vì sao có thể nói mọi sáng chế lớn nhỏ đều góp phần viết nên lịch sử văn minh của loài người? Đánh dấu tích vào ô vuông trước các ý đúng. Vì mọi sáng chế lớn nhỏ đều góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Như vậy đây cũng là lý do mà mọi sáng chế góp phần viết nên lịch sử văn minh của loài người. Như vậy chúng ta đánh dấu tích vào ô vuông thứ hai, vì mọi sáng chế lớn nhỏ đều góp phần làm cho xã hội tiến bộ hơn. Như vậy chúng ta đánh dấu tích vào ô vuông thứ hai. Thứ ba, ý thứ ba, vì mọi sáng chế lớn nhỏ đều là kết quả sáng tạo của con người. Thì cái ý số 3 này không phải là lý do để nói mọi sáng chế lớn nhỏ đều góp phần nên lịch sử văn minh của loài người. Vì mọi sáng chế lớn nhỏ đều là công trình của các nhà khoa học danh tiếng. Như vậy chúng ta sẽ đánh dấu tích vào ô vuông thứ ba. Như vậy có thể nói mọi sáng chế lớn nhỏ đều góp phần viết nên lịch sử văn minh của loài người. Vì mọi sáng chế lớn nhỏ đều góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Vì mọi sáng chế lớn nhỏ đều góp phần cho xã hội tiến bộ hơn, vì mọi sáng chế lớn nhỏ đều là công trình của các nhà khoa học danh tiếng. Câu 5, theo em mọi người có thể làm gì để góp vào cái sự phát triển của xã hội? Thì theo em, tùy vào lứa tuổi của mình mà mọi người có thể đóng góp vào sự phát triển của xã hội, như là chăm chỉ, học tập, sáng tạo, chăm chỉ là sáng tạo, học tập, lao động, có mục đích động cơ học tập đúng đắn. Học tập để mai sau xây dựng đất nước, hiểu học tập tốt là yêu nước. Tiếp theo luyện từ và câu mở rộng vốn từ sáng chế phát minh. 1. Nói nghĩa phù hợp với mỗi từ dưới đây. Như vậy ở dưới đây chúng ta có các từ A phát minh, B sáng chế, C sáng tạo. Nghĩa của từ: 1. Chế tạo ra cái trước đó chưa từng có. 2. Tạo ra cái mới, không bị gò bó vào cái đã có. 3. Tạo ra một sự vật, hiện tượng, quy luật có ý nghĩa quan trọng. Như vậy chúng ta sẽ nói nghĩa phù hợp với các từ. Như vậy ở đây nghĩa của từ: 1. Chế tạo ra cái trước đó chưa từng có. Chế tạo ra cái đó tạo ra cái trước đó chưa từng có thì gọi là sáng chế. Rồi 2. Tạo ra cái mới, không bị gò bó vào cái đã có, đó là phát minh. Rồi tìm ra một sự vật, hiện tượng, quy luật có ý nghĩa quan trọng, đó là sáng tạo. Tiếp theo số 2 nhỏ gạch dưới những từ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn thành các câu. A. Năm 1878, người ta tổ chức thành công cuộc gọi điện thoại đường dài đầu tiên. Hai đầu dây điện thoại cách nhau tới 300 km. Những người tham dự cuộc thí nghiệm ở hai đầu dây đều nhảy lên hò reo vui mừng. Báo chí tới tấp đưa tin về phát minh sáng chế phát kiến tuyệt vời này. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn từ phát minh hay là sáng chế hay là phát kiến? Chúng ta chọn từ phát minh. Như vậy chúng ta gạch dưới từ phát minh. Báo chí tới tấp đưa tin về phát minh tuyệt vời này. B. Hằng ngày em vẫn thấy mặt trời mọc từ hướng đông và lặn ở hướng tây, nhưng nếu em đứng trên sao kim, em sẽ phát minh, phát hiện, phát kiến mặt trời mọc từ hướng tây và lặn ở hướng đông. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn từ phát hiện. Rồi tiếp theo, hiện tượng này xảy ra là do sao kim tự quay từ đông sang tây, còn trái đất thì tự quay từ tây sang đông. Nếu em là người đầu tiên nêu ra hiện tượng kỳ lạ này trên sao kim thì nó sẽ là một phát minh, phát kiến, phát hiện, đóng góp vào kho tàng kiến thức của loài người. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn từ phát minh. Nếu em là người đầu tiên nêu ra hiện tượng kỳ lạ trên sao kim thì nó sẽ là một phát minh, đóng góp vào kho tàng kiến thức của loài người. Tiếp theo câu 3, viết đoạn văn ngắn 4 đến 5 câu về một phát minh hoặc là sáng chế mà em biết qua truyện Lửa Thần hoặc là bài đọc
sáng tạo vì cuộc sống. Như vậy chúng ta sẽ viết đoạn văn ngắn 4 đến 5 câu về một phát minh hoặc là một sáng chế trong chuyện Lửa Thần hoặc là sáng tạo vì cuộc sống. Câu ví dụ: đọc bài đọc sáng tạo vì cuộc sống, em đã rất bất ngờ khi biết người phát minh ra chiếc cần gạn nước mà mình thường thấy là một người dân bình thường. Chủ nhân của phát minh ấy là bà Marie Anderson. Bà nảy ra ý nghĩ về phát minh đó khi đang đi du lịch vào mùa đông và việc các tài xế phải thường xuyên dừng lại để lau hơi nước và tuyết trên mặt kính trước buồng lái đã khiến bà thấy rất là bất tiện. Trở về nhà, bà đã nghiên cứu và thiết kế ra chiếc cần gạt nước. Phát minh ấy vừa hữu ích lại tiện lợi vô cùng. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 4. Sau khi xem xong, các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt. Cô chào tạm biệt các em.